Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 8, xe kinh doanh vận tải phải chuyển từ biển số trắng sang biển số vàng. Đây là quy định mới tại thông tư số 58 của Bộ Công an quy định về quy trình cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Khoảng 1,6 triệu xe tải, xe công nghệ, xe taxi truyền thống, xe khách kinh doanh vận tải buộc phải chuyển sang biển số màu vàng, chữ và số màu đen. Việc đổi biển số là một trong những nội dung mới về quy trình cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Hộ ô tô kinh doanh vận tải sẽ chuyển sang biển màu vàng để thuận tiện phân biệt quản lý. Theo đó, thay vì biển số màu trắng như trước đây, ô tô kinh doanh vận tải sẽ có biển số với nền màu vàng, chữ và số màu đen. Seri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái từ A đến Z. Quy định này có hiệu lực ngay với các xe đăng ký mới để hoạt động vận tải như xe khách, xe tải, taxi truyền thống, xe hợp đồng, công nghệ từ mùng 1 tháng 8. Với các xe đã cấp biển trắng và đang hoạt động sẽ buộc phải chuyển sang biển vàng, hạn cuối vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Hiện nay trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tình trạng người dân lấn chiếm xây dựng tập kết vật liệu, mở hàng quán kinh doanh buôn bán trong hành lang an toàn giao thông rất nhiều. Cùng với đó, trên một số tuyến đường 39, 38 quốc lộ 5, tuyến đường 376 cũng có nhiều doanh nghiệp vi phạm đấu nối hành lang an toàn giao thông. Những tuyến đường do tỉnh quản lý thì việc xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông cơ bản tốt. Còn các tuyến đường do Bộ Giao thông Vận tải quản lý hay ủy thác như quốc lộ 39, quốc lộ 5 thì tình trạng các hộ dân, doanh nghiệp tự ý san lấp vi phạm lấn chiếm hành lang đường bộ liên tục xảy ra gây mất an toàn giao thông. Theo đó, lực lượng thanh tra giao thông đã kiểm tra phát hiện các doanh nghiệp đều vi phạm như đổ đất, xây dựng công trình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, công trình thi công không xin phép đấu nối từ doanh nghiệp với tỉnh lộ 376 và một số quốc lộ khác. Từ đầu năm đến nay, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã phát hiện xử phạt 9 trường hợp, ra quyết định xử phạt 122 triệu đồng đối với các doanh nghiệp xây dựng công trình không xin phép đấu nối, không giấy phép xây dựng đều bị phạt hành chính. Vi phạm lấn chiếm hành lang đường bộ gây mất an toàn giao thông. Lực lượng thanh tra trong năm vừa qua đã xử lý được 33 trường hợp và bị phạt được gần 400 triệu, chủ yếu là về các doanh nghiệp đấu nối trên các đường tỉnh chưa được cấp phép của Sở Thông Vận tải. Thì trong thời gian tới thì là sẽ phối hợp với chính quyền địa phương kiên quyết và giải tỏa các công trình lấn chiếm vi phạm và sẽ bàn giao cho chính quyền địa phương về các chợ cóc, chợ tạm. Khi đã xử lý và giải tỏa thì cũng đề nghị là chính quyền địa phương và ủy ban huyện, thành phố sẽ vào cuộc để chống tái lấn chiếm. Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đã phát hiện, lập biên bản xử lý đối với 221 trường hợp hộ gia đình xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, tình trạng người dân vi phạm hành lang an toàn giao thông tuyến quốc lộ, tỉnh lộ không chỉ vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, xâm chiếm trái phép quỹ đất do nhà nước quản lý mà còn gây mất an toàn giao thông cùng nhiều hệ lụy khác. Hầu hết các trường hợp vi phạm chưa được phát hiện, xử lý ngay từ đầu nên đa phần là chuyện đã rồi. Tại một số nơi vẫn còn xảy ra tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông là do chính quyền địa phương chưa quyết liệt. Phòng cũng đã tham mưu phối hợp với các đơn vị quản lý đường và thanh tra hướng dẫn các cái doanh nghiệp và các cái chủ đầu tư đấu nối các cái vị trí đường ngang rồi các cái đường vào doanh nghiệp để ra các cái tuyến đường tỉnh là được thuận lợi. Tuy nhiên là trên các cái tuyến đường quốc lộ thì cái thẩm quyền để chấp thuận cho đấu nối thì thuộc thẩm quyền của Tổng cục Đường bộ. Nên là các cái một số những cái doanh nghiệp mà có đầu tư trên cái tuyến quốc lộ thì quốc lộ 39 ấy thì cũng còn đang gặp những cái khó khăn nhất định. Để lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ, tỉnh lộ qua địa bàn tỉnh, Sở Giao thông Vận tải kiến nghị các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và đơn vị liên quan phối hợp với thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thường xuyên ra soát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ đầu, tránh tình trạng các công trình vi phạm đã xây dựng, hoàn thành mới được phát hiện.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục an toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Xin được cảm ơn công ty xe buýt Thành Công đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.